Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay kênh Nông Dân Làm Giàu sẽ tiếp tục làm những cái video làm sao mà đặc sắc nhất này, rồi hiệu quả nhất này, làm sao để truyền tải những cái nội dung cần thiết cho anh em. Thì nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip về khẩu phần ăn cho chim bồ câu như thế nào này, cũng như là để mọi người tiếp tục tham quan ở trại của mình đối với giống bồ câu là cái trạng thái siêu thịt. Thì bây giờ mình sẽ mời anh em theo chân mình đi một vòng xem cái trại bồ câu của mình như thế nào đấy. Có thể nói là rất là lâu rồi mình mới xuất hiện ở trên kênh YouTube, tại vì cái khoảng thời gian trước đó mình rất là bận với những công việc của những cái dự án riêng của mình, thì hôm nay mình mới quay trở lại được. Thì mình cũng rất là hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Thì đến thời điểm này thì kênh của mình cũng làm được khoảng tầm 50 video rồi. Thì có những video được tương tác và lượt view rất là cao, thì mình cũng rất là cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong hơn một năm qua. Thì mình cũng hy vọng rằng sắp tới thì anh em cũng vẫn tiếp tục cùng mình ở những cái, nhất là ở những cái video này, hoặc là ở những cái dự án mà mình sẽ triển khai. Và bây giờ thì mình cũng xin mời anh em ra một vòng nhé, tại vì khá lâu rồi anh em chưa được tham quan trại của mình. Rồi xin mời anh em. Thì anh em thấy là đây là những cặp bồ câu phi trạng thái siêu thịt của mình anh em nhé. Thì nó đa số là tất cả là đang vào đẻ rồi anh em thấy này. Đây là cặp bồ câu này là bố mẹ đang nuôi con này, rất là đẹp luôn nha mà. Cặp bồ câu bố mẹ của nó trông rất là tuyệt vời. Còn những cặp bồ câu này thì đây là con nó khá lớn rồi nha mà. Hai con bồ câu bên trong này thì tầm khoảng là 15-16 ngày ra nên mà hai con bồ câu ra ràng đó. Thì tầm khoảng vài ngày nữa thì mình sẽ mang làm thêm nữa thôi, tại vì ở cái hệ thống chặt của mình á, thì mình cũng có hệ thống nhà hàng này, rồi những cái hệ thống tiêu thụ của mình này để đảm bảo cái nguồn ra của mình. Tại vì anh em cũng có thể hiểu là năm vừa rồi thì Covid-19 nó xuất hiện như một cái cơn bão, nó tấn công tất cả các ngành kinh tế, nó không chừa bất cứ ai cả. Nhưng mà riêng mình nhận thấy đối với cái thị trường chim bồ câu cũng như là tất cả đối với những anh em trạng thái tinh của mình này, cũng như là những anh em mà mình chơi cùng, thì nói chung là khó khăn thì vẫn có đương nhiên ạ. Làm ngành nghề gì thì có khó khăn, nhưng mà riêng đối với ngành nghề chim nuôi bồ câu thì mình vẫn thấy là cái điểm sáng của nó trong tương lai, cũng như là cái hệ thống của mình hoàn toàn có thể cung cấp được, cũng như là cho anh em, cũng như là tiêu thụ được cái nguồn bồ câu ra làm cho anh em. Thì anh em xem kênh Nông Dân Làm Giàu của mình thì cũng khá nhiều rồi, thì anh em có biết là trại bồ câu cái tiềm năng cũng như là cái nguồn lực của trại như thế nào, thì mình cũng không có cần nói nhất thiết nói nhiều về cái vấn đề này làm gì. Thì các anh em có thể thấy là trại bồ câu của mình ở đây là Đắk Lắk anh em nhé. Đây là trại ở trên Đắk Lắk anh em thấy này, những cặp bồ câu bố mẹ rất là to, mẹ của mẹ rất là to anh em ạ. Đây là mình sẽ ăn thử của con vài anh em xem nhé. Đây là chim bồ câu con anh em ạ. Em có thể thấy này, có khác gì một con gà đâu, rất to và rất đẹp. Thì tầm khoảng chục ngày nữa thì nó sẽ trở thành bồ câu thương phẩm anh em ạ. Thì có thể nói là nuôi bồ câu nó là một cái điểm sáng trong hướng phát triển kinh tế, nó mang lại một cái giá trị cho rất là nhiều người nuôi bồ câu, và những cái người nông dân họ muốn khởi nghiệp, họ cũng cần một cái hướng đi nó làm sao để nó bền vững á, thì nuôi bồ câu là một cái hướng đó. Thì ở trại bồ câu của mình, kênh Nông Dân cũng Làm Giàu của mình, thì cũng làm rất là nhiều những dự án. Các anh em có thể biết đến đó là trao bồ câu miễn phí cho bà con hàng năm vào tháng 7 ở những Bình Dương này, rồi đi rất là nhiều nơi để cung cấp giống bồ câu cho anh em này, cả nước này mình đã làm rất là nhiều video rồi. Thì đâu em có thể thấy không, mỗi lần là mình về nhà là mình cảm thấy là thốn luôn, mình đi ra chạy lắm, để đơn giản là chỉ để ngắm nhìn những cái cặp bồ câu qua tí là hai siêu thị thôi. Mình đi
giặt một vòng này, cũng như là hít thở cái không khí trong lành này. Ở Sài Gòn nhiều khi ngột ngạt quá anh em ạ, thì mình cũng cần một cái khoảng cho nó một khoảng lặng đi, thì mình có để mình có thể tiếp tục có những cái sự thoải mái để có thể bắt đầu công việc, hoặc là đơn giản như là làm video cho anh em. Thì ngay bây giờ thì mình xin mời anh em theo chân mình. Thì ngày hôm nay thì đây thì mình giới thiệu luôn anh em ạ. Cặp bồ câu này, cặp bồ câu bố mẹ anh em ạ. Đây là cặp bồ câu trưởng thành đó anh em nhé. Thì tầm khoảng là trong tháng là nó sẽ bắt đầu đẻ thôi anh em ạ. Anh em có thể thấy này, rất là đẹp luôn. Ở bên ngoài kia là bồ câu gà nhé. Bồ câu, bây giờ cho anh em xem bồ câu gà của mình luôn. Bồ câu gà anh em ạ. Ở trại của mình có thể nói là rất tuyệt vời luôn. Đây đi, cặp bồ câu gà anh em ạ. Nhiều người đến khi đến trại của mình thì họ rất là thích thú và cũng đó là có một phần ngạc nhiên anh em ạ. Đây là cặp bồ câu gà anh em nhé, em có thể thấy này, nhìn tuyệt vời không? Nó tên đầy đủ đó là bồ câu gà Mỹ anh em ạ. Thì nhìn nó rất là tuyệt vời anh em, to như gà này. Anh em nhìn thấy thích thú không? Có thể nói là cái loại giống bồ câu gà Mỹ này là giống bồ câu to nhất hiện nay anh em ạ. Nhưng mà cái chất lượng mà khi anh em nuôi công nghiệp á, thì bồ câu Titan Thái siêu thịt vẫn là nhất. Bồ câu gà thì nó cũng có một cái thị trường riêng cho nó anh em nhé. Đối với những cái mà hộ gia đình mà thứ nhất là ở vùng, những cái vùng thành phố này, hoặc là đông anh em bạn bè này, thì họ bắt tầm khoảng 10 đến 20 cặp bồ câu gà Mỹ họ nuôi chỉ để cung cấp phục vụ ăn uống thôi. Tại vì anh em cũng biết là cái chất lượng dinh dưỡng trong một con chim bồ câu nó như nào rồi, có khi một con chim bồ câu chất lượng dinh dưỡng của nó bằng tầm khoảng 2 con gà, thì anh em có thể thấy là nó chất lượng như nào. Đặc biệt là đối với những cái chị em phụ nữ mà đang mang bầu hoặc là chị em mà cần bổ sung chất dinh dưỡng là sau khi sinh nhé, mà yếu thì bồ câu ra ràng thì nói là nó là một nguồn thực phẩm chất dinh dưỡng dồi dào nhất. Và có thể nói là những người già nữa, những người già, những cô bác già mà sau thời gian ốm bệnh nhá, thì cần bổ sung chất dinh dưỡng ấy, thì mình nói thiệt chứ chỉ cần ăn tầm khoảng vài con bồ câu ra ràng thôi là sức khỏe nâng lên cao rõ rệt luôn. Đây là mình nói thiệt lòng anh em ạ. Tại vì mình cũng nhờ những cặp bồ câu ra ràng thì sức khỏe của mình được cải thiện rất là nhiều sau những lần ví dụ là mình ốm chẳng hạn. Thì mình về trại rồi cơ bản như là nấu nồi cháo lên, hoặc là bồ câu quay, bồ câu roti này, bồ câu hầm bắp này, rất là nhiều những cái món ngon để mình có thể chế biến. Thì bây giờ mình trả nó lại về anh em nhé. Đấy, đây là cặp bồ câu này màu vàng anh em ạ. Thì chim bồ câu gà Mỹ thì nó có những cái màu cơ bản như là màu vàng rơm này, màu nâu đỏ này, màu đen này, rồi màu trắng nữa anh em ạ. Thì nó có rất nhiều màu, nhưng mà cái màu phổ biến nhất mà nhiều người thích luôn đó là cái màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ sau đó đến màu vàng anh em ạ. Tại vì màu nâu đỏ là anh em để ý cái cường của nó, khi mà nó ở cái một cái khoảng thời gian mà nó chuẩn bị sinh sản thì cái cường ở cổ nó, mình hay gọi là lông máu đó, thì nó đổ ra màu đỏ óng ánh, nhìn rất là đẹp, nó thích thú anh em ạ. Bồ câu vàng rơm này thì nhiều người cũng chọn. Đây, cặp bồ câu Thái ở trại bên anh em có thấy rất là đẹp. Còn đây là cặp bồ câu mi mát anh em nhé. Thì mình cũng nuôi một vài cặp để cho anh em thưởng lãm thôi, nhưng mình không nuôi những các loại bồ câu mi mát này. Mình nuôi để thứ nhất là khi mà khách hàng đến trại thì mình cũng có phân biệt cho họ bồ câu mi mát là gì, bồ câu Titan Thái siêu thịt là gì, bồ câu gà Mỹ là gì, để cho mọi người có một cái nhìn thứ nhất là đầy đủ và khách quan nhất ấy, để lựa chọn cho mình một cái hướng nuôi nó hợp lý. Ở trại của mình cái quy mô của nó rất là bài bản anh em ạ. Hệ thống
rồi hệ nước tự động này, món ăn này, máy ấp trứng có luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho chim bồ câu ăn nhé. Mình sẽ trở thành một người chăn nuôi thực thụ để có gì anh em xem. Thì bây giờ anh em theo chân mình nhé. Đây anh em nhé, mình sẽ quay trở lại với một số cám này. Thì số cám này mình đã trộn cám con cò với bắp rồi. Nó là một cái cộng phần ăn của chim hàng ngày. Buổi sáng mình sẽ cho chim ăn là buổi chiều nhé, một ngày hai buổi. Thì anh em thấy này, máng ăn này, mình sẽ cho chim ăn. Rồi, đây nữa. Còn phần ăn của nó thì anh em lưu ý là mình đừng có cho ăn nhiều quá anh em nhé. Tại vì nhiều người thì họ cứ lầm tưởng đó là cho ăn càng nhiều càng tốt. Nhưng mà đối với riêng con chim bồ câu của anh em ạ, anh em cho ăn lưng cái máng ăn này nó cũng ăn hết thì nó xảy ra một cái tình trạng đó là không tiêu chứng bồ diều và xảy ra tình trạng đó là lâu ngày mà chết. Nên cái loại bồ câu này á, anh em phải cho nó lưu vực thật là hợp lý thôi. Một lần ăn anh em cho ăn khoảng bao nhiêu anh em ạ? Vừa phải thôi. Còn đối với riêng chim bồ câu mà khi mà đang đẻ với con thì mình có thể cho ăn nhiều hơn một chút, tại vì nó cần nhất là sức khỏe để dinh dưỡng để nuôi con của nó. Tại vì bồ câu nó nuôi con bằng sữa diều anh em ạ, nuôi con nhé. Con của nó thì tầm khoảng trên khoảng 35 ngày đi, mình nói trung bình là 35 ngày thì chim nó mới tập ăn được. Còn trong khoảng thời gian trở về trước đó là hoàn toàn là bố mẹ cho ăn bằng sữa diều anh em ạ. Những cặp đây là cặp chim bồ câu đã ra anh em này. Đây là những cặp này chưa biết ăn nhé. Ở khoảng đây là mình tính luôn cho các bạn xem. Trong khoảng con này trong khoảng hơn chục ngày nữa nó bắt đầu biết ăn rồi. Diều của nó rất căng anh em ạ. Mình sờ vào mình có cảm tưởng như là nó đã ăn cám ấy, nhưng mà không phải ấy. Nó được nuôi bằng sữa diều của bố mẹ nó. Thì đối với riêng chim bồ câu ra ràng anh em ạ, thì nó có một cái này nó rất là hay luôn. Thì cái thời điểm mà mình đang thấy nó thì tầm khoảng 30 ngày khi mà chim bồ câu ra ràng nó chưa biết ăn anh em ạ. Nếu mà chim bồ câu ra ràng nó biết ăn rồi á thì cái xương của nó cứng và nó bị thứ nhất là nó hôi khi mà người ta làm thịt người ta, nên là những cặp bồ câu ra ràng mà chất lượng nhất mà mình đầu ra của mình nhất là chim bồ câu chưa biết ăn, nhưng mà phải đảm bảo trên năm lạng hết anh em ạ, khoảng 30 ngày. Nếu mà anh em nuôi nó cực kỳ hiệu quả lắm. Còn đối với những anh em mà nuôi nó có thể là chưa hiệu quả thì thời gian nuôi của nó lâu hơn chút. Nhưng mà chim bồ câu thái siêu thịt và chạy của mình nhất thì tất cả là trên năm lạng hết. Vào đẻ rồi anh em nhé, đẻ rồi rớt hột hết rồi. Còn ở dưới này là đang nuôi con, đẻ hết rồi anh em. Con này là đang đẻ, đang ấp rồi nha. Có thể nói là kênh nông dân làm giàu của mình á thì chinh chiến rất là nhiều vùng ở khắp Việt Nam, là làm rất là nhiều nội dung để truyền tải đến anh em khắp cả nước. Cũng có một số anh em rất là thân thiết ủng hộ kênh của mình. Thì mình cũng hy vọng rằng với những kinh nghiệm ở trại của mình cũng là những cái video mình đăng tải lên kênh YouTube Nông Dân Làm Giàu á, thì sẽ tiếp tục lan truyền tới anh em. Và anh em nào mà muốn chia sẻ kinh nghiệm nuôi hoặc là về con giống hoặc là cơ bản tất cả mọi thứ về chăn nuôi sở thích thì có thể cứ trao đổi thoải mái mình, nhất là về Facebook này, rồi YouTube này, sẽ gọi điện cho mình bằng tất cả các phương tiện anh em có kết nối mình thì mình hoàn toàn có thể chia sẻ với anh em với cái khối lượng kiến thức của mình cũng như là kinh nghiệm của mình. Thì clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé. Thì rất là hy vọng anh em ủng hộ mình ở những video tiếp theo. Rồi, tạm biệt tất cả anh em.